thưa quý vị dưới tác động của biến đổi khí hậu nhiều quốc gia trên thế giới đang trải qua những đợt cao điểm về nắng nóng gây nhiều thiệt hại và ảnh hưởng cuộc sống của người dân theo cảnh báo của các nhà khoa học nếu không có giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu hệ quả của những đợt nắng nóng sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tới cụ thể ra sao mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên phương mai xin mời chị phương mai xin cảm ơn biên tập viên thiên vũ Thưa quý vị, biến đổi khí hậu do hiện tượng Enino cũng đã đưa đến mức nhiệt độ cực cao tại nhiều nơi trên thế giới. Điển hình như tại Brazil, mùa nắng nóng chỉ vừa mới bắt đầu, thế nhưng giữa tháng 3 vừa qua, nhiệt kế tại nước này đã có ngày cán mốc 42 độ C, trong khi chỉ số Head Index, tức là nhiệt độ cảm nhận thực tế, lên tới 62 độ C, kỷ lục cao nhất kể từ khi dữ liệu này được ghi nhận cách đây 10 năm. Tại một số nước châu Á như Malaysia, Singapore, nắng nóng cũng đe dọa sức khỏe người dân và năng suất cây trồng. Châu Âu cũng trải qua mùa đông ấm nhất và bất thường nhất từng được ghi nhận. Kỷ lục 62,3 độ C được ghi nhận ở phía tây Rio de Janeiro vào lúc 9 giờ 55 phút ngày 18 tháng 3 và là mức cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập vào năm 2014. Tại châu Á, ngày 26 tháng 3, Malaysia đã triển khai các biện pháp khẩn cấp để đối phó với đợt nắng nóng ngày càng tồi tệ sau khi nhiệt độ lên đến gần 40 độ C, khiến ít nhất một người tử vong và đe dọa năng suất cây trồng. Singapore cũng đang quay cuồng dưới cái nóng với nhiệt độ 36,3 độ C được ghi nhận ở Chua Chu vào ngày 24 tháng 3. Đây là nhiệt độ cao nhất mà Singapore từng trải qua từ đầu năm đến nay châu Âu cũng trải qua mùa đông ấm nhất và bất thường nhất từng được ghi nhận. Nền nhiệt tại một số khu vực đo được vào tháng 2 vừa qua cao hơn khoảng 10 độ C so với mức trung bình tháng 2 hàng năm. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports, 90% khả năng nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024, đặc biệt là ở một số khu vực ở châu Á.